Sáng 25 tháng 1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thượng tướng Nguyễn Tân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng niệm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trong không khí trang nghiêm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác kính cẩn dân hoa, dân hương tưởng niệm các đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Nguyễn Chí Thành, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Hải Bằng, nguyên Phó giám đốc Học viện Quốc phòng. Trước anh linh các bậc tiền bối, Thượng tướng Nguyễn Tân cường tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội củng cố quốc phòng. Tại gia đình các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân, đồng thời mong muốn các thân nhân tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chung tay đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội. Nhân dịp trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà và chúc thân nhân các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đón Tết cổ truyền dân tộc an lành, hạnh phúc. Sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đến thăm hỏi, chúc sức khỏe Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.